Khi phiên chạy hè mở cửa, đó cũng là lúc người hâm mộ bóng đá thế giới quan tâm xem liệu đội bóng mình yêu thích sẽ mang cái tên nào về để nâng cấp sức mạnh của câu lạc bộ, hướng tới những mục tiêu lớn ở mùa giải mới, đặc biệt là với những đội tại EPL khi họ luôn rất đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng bởi sự chịu chơi trong từng thương vụ. Tuy nhiên, người mới không phải lúc nào cũng tốt, họ còn cần phải chứng minh xem liệu bản thân có phù hợp với cách chơi của đội bóng và giải đấu hay không. Vậy nên đôi khi, những cầu thủ ở mùa giải trước được kỳ vọng nhiều, nhưng vì những lý do khác nhau đã không thể đóng góp được cho đội bóng, thì sự quay trở lại mạnh mẽ của họ mùa giải tới đây thậm chí còn được để ý nhiều hơn. Đẹp trai đá hay và nhiều fan nữ, Mason Mount gia nhập Manchester United từ Chelsea với mức giá hơn 64 triệu euro cùng niềm hy vọng sẽ trở thành một David Beckham mới của sân Old Trafford. Niềm tin dành cho Mount thậm chí còn lớn đến nỗi ngay khi chuyển đến nhà hát của những giấc mơ, anh được trao chiếc áo số 7 huyền thoại. Tuy nhiên, tất cả những gì mà cựu tiền vệ Chelsea để lại trong mùa giải vừa qua chỉ là nỗi thất vọng. Việc phải vật lộn với những chấn thương liên tiếp khiến cho Mount chỉ có đúng 4 lần đá chính cho Quỷ Đỏ tại Premier League. Khi mà chấn thương đã hoàn toàn hồi phục, Mount sẽ thêm một lần được các cổ động viên của Manchester United trao niềm tin ở mùa giải tới. Ở phiên chợ hè năm ngoái, tiền vệ sinh năm 1999 gây sốc cho tất cả khi quyết định rời câu lạc bộ thời thơ ấu Chelsea để chuyển sang Manchester United với mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 55 triệu bảng. Anh thậm chí còn được trao chiếc áo số 7 huyền thoại. Tuy nhiên, thay vì tỏa sáng rực rỡ tại Old Trafford, đó lại là khởi đầu cho sự thất vọng. Mason Mount liên tục dính chấn thương và chỉ ra sân tổng cộng 20 lần trên mọi đấu trường. Những đóng góp của cầu thủ 25 tuổi quá ít ỏi nếu so với mức lương lên đến 250.000 bảng một tuần. Dù cựu cầu thủ Chelsea cố gắng bào chữa như thế nào, việc anh gây thất vọng tại Manchester United là điều rõ như ban ngày. Trong bối cảnh công cuộc mua sắm của Quỷ Đỏ vẫn sẽ tiếp tục với Manuel Ugarte hay Adrian Rabiot, khả năng anh phải rời câu lạc bộ hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng câu hỏi đặt ra bây giờ là vị chiến lược gia người Hà Lan có nên trao cho cậu trò thêm một cơ hội để thể hiện bản thân hay không? Nếu để anh ra đi thời điểm này liệu có quá vội vàng? Đừng quên cầu thủ sinh năm 99 từng tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Chelsea ra sao. Giống như chính Erik ten Hag, người được ban lãnh đạo Quỷ Đỏ tiếp tục trao cơ hội sau một mùa giải bết bát, Mason Mount có lẽ cũng cần thời gian để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại để tỏa sáng tại Old Trafford. Tiền vệ người Anh đủ đẳng cấp và khả năng để biết mình phải làm gì. Trong suốt sự nghiệp, giá trị của Mao không hẳn đến từ số phút kiểm soát bóng dưới chân, nó đến từ sự linh hoạt trong chiến thuật của cả đội và cá nhân tiền đạo này. Khi được sắp xếp ở vị trí số 10, Mao thường đóng vai trò là người kích hoạt các đợt tấn công nhưng không cần phải sắm vai là tâm điểm. Khi được sử dụng ở vị trí tiền vệ box to box và ở cánh, ngôi sao 25 tuổi đóng vai trò là người hỗ trợ cho đồng đội để cùng kiểm soát các khu vực giữa sân. Đôi khi, Mason Mao cũng có thể đóng vai trò là người kiến tạo lối chơi. Sự xuất hiện của Kobbie Mainoo còn khiến mọi thứ phức tạp hơn với Mason Mount. Kobbie Mainoo có thể đóng vai trò là tiền vệ lùi sâu nhất trong đội hình và có sự kết nối tốt với các nhân tố khác ở hàng tiền vệ. Có một gợi ý cho Mason Mount là anh có thể chơi tốt nhất trong vai trò tương tự như McTominay. Đó là cách chơi đẩy lên từ hàng tiền vệ được thực hiện những pha xâm nhập muộn vào vòng cấm. Mặc dù thiếu bản năng săn bàn như McTominay, nhưng Mason Mount có khả năng chuyền bóng vượt trội và có thể góp phần xây dựng lối chơi tốt hơn. Nếu như coi mùa giải đầu tiên của Mason Mount là xé nháp, thì trang nháp của Julian Timber thậm chí còn trắng tinh và gần như chưa được một lần động đến. 45 phút ở vòng 1 và 73 phút trong trận đấu cuối cùng, đó là tất cả những gì mà Timber có được trong mùa giải đầu tiên trong màu áo Arsenal. Chấn thương dây chằng chéo trước đã cướp đi cả mùa giải của hậu vệ trái người Hà Lan, trong bối cảnh mà Arsenal vẫn đang tạm thời gặp khó khăn về mặt lực lượng nơi hàng phòng ngự. Sự trở lại của Timber được coi là một phương án bổ sung vô cùng chất lượng. Arsenal đã phải đón nhận tin rất xấu ngay sau vòng đấu mở màn ở mùa giải năm ngoái, khi tân binh của câu lạc bộ Julian Timber đã dính chấn thương dây chằng chéo trước và chỉ thi đấu 50 phút trong chiến thắng 2-1 trước Nottingham Forest, để rồi hậu vệ này bỏ lỡ hoàn toàn mùa giải vừa qua với các pháo thủ thành London. Vậy nên sự trở lại của Timber lúc này là vô cùng quan trọng với Mikel Arteta và ban huấn luyện. Timber được đào tạo bài bản ở một trong những lò đào tạo danh tiếng hàng đầu châu Âu là Ajax Amsterdam. Anh đã và đang chứng minh bản thân là một trong những cầu thủ phòng ngự đáng xem nhất trong khoảng 2 năm trở lại đây. Không sở hữu chiều cao quá ấn tượng cho vị trí hậu vệ, nhưng bù lại Timber lại có những tư chất của một trung vệ của bóng đá hiện đại, có tốc độ, phán đoán tình huống thông minh, đặc biệt là khả năng chơi chân tốt cùng những đường chuyền đầy sáng tạo. Bên cạnh đó, Timber là một cầu thủ đa năng, anh có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ, hậu vệ phải và cả ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Ngay từ mùa giải trước, những tin đồn về việc Timber sẽ chuyển đến những đội bóng có tham vọng hơn đã tràn ngập trên khắp các mặt báo quốc tế. Huấn luyện viên Mikel Arteta và giám đốc thể thao Edu Gaspar
đã rất nỗ lực để đưa viên ngọc quý của bóng đá Hà Lan về sân Emirates. Ngay trước trận đấu với Nottingham Forest, huấn luyện viên Arteta đã dành những lời ngợi khen cho cậu học trò cưng của mình trên TNT Sport. Timber là một cầu thủ đa năng, rất can đảm. Cách anh ấy thích nghi với đội thật phi thường. Timber đã tuân thủ ý đồ chiến thuật rất nhanh chóng. Anh ấy giúp lối chơi của chúng tôi trở nên tự nhiên hơn. Tôi tự hào vì có được Timber trong đội hình. Ở giai đoạn trước mùa giải và trong trận đấu với Nottingham Forest, Timber được huấn luyện viên Arteta thử nghiệm khá nhiều vị trí hậu vệ trái khá mới mẻ, với xu hướng di chuyển bó vào trung lộ. Đây là phương án giải quyết khá bất ngờ khi Zinchenko vẫn đang dưỡng thương, trong khi Tierney không phải là người có thể chơi tốt ở vai trò trên. Việc Timber thoát các lớp pressing của đối thủ, triển khai các đợt tấn công của đội nhà rồi dâng lên, thi đấu ngang với vị trí tiền vệ đã trở thành một công thức của pháo thủ trong giai đoạn đầu mùa. Với Julian Timber, cầu thủ người Hà Lan không những đem lại chất lượng về mặt chuyên môn, mà đó còn là những con bài quan trọng giúp Arteta có thể xoay tua đội hình ở một số thời điểm. Đừng quên rằng, Arsenal sẽ phải căng sức thi đấu ở nhiều đấu trường và hầu như năm nào pháo thủ cũng hụt hơi ở những thời khắc quyết định. Tháng 12 năm 2022, Chelsea công bố đã chiêu mộ thành công Christopher Nkunku từ RB Leipzig với mức giá 53 triệu bảng. Nhưng đến tận thời điểm hiện tại, đa số các cổ động viên The Blue vẫn chưa cảm nhận được sự xuất hiện của cầu thủ người Pháp tại sân Stamford Bridge. Mùa giải đầu tiên của Nkunku tại Chelsea đã khép lại trong sự ảm đạm bởi những chấn thương liên miên. Vì vậy, khi đã có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt thể trạng, chân sút người Pháp cần tỏa sáng để chứng minh giá trị của mình. Nkunku chỉ được ra sân 2 trận ở Premier League cho The Blue sau vụ chuyển nhượng trị giá 53 triệu bảng từ RB Leipzig vào mùa hè năm 2023. Tiền đạo người Pháp đã trải qua cuộc phẫu thuật đầu gối sau một chấn thương gặp phải trong chuyến du đấu trước mùa giải của Chelsea tại Mỹ và không có trận ra mắt Premier League cho đến trận thua đêm Giáng sinh trước Wolves. Đó cũng là trận đấu mà anh đã ghi bàn. Tổng cộng cầu thủ 26 tuổi này đã bỏ lỡ 39 trận đấu cùng The Blue và kết thúc mùa giải với 3 bàn thắng sau 14 lần ra sân trên mọi đấu trường. Bị loại khỏi đội tuyển Pháp tham dự Euro 2024, Nkunku đã tận hưởng kỳ nghỉ hè và đã hướng tới một mùa giải mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Enzo Maresca. Tiền đạo này cho biết, tôi đang cảm thấy tốt hơn sau mùa giải khó khăn năm ngoái, tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Tôi đã có một kỳ nghỉ thú vị trong mùa hè, tôi cần nó. Điều quan trọng là tôi phải nghỉ ngơi, cho cả cái đầu của tôi nữa. Bây giờ tôi đang nỗ lực trong mọi buổi tập để giữ được thể lực và tiến về phía trước một cách tốt đẹp. Giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải rất tốt. Chúng tôi đang luyện tập chăm chỉ để có thể sung sức và sẵn sàng chơi một số trận giao hữu. Sự lợi hại của Nkunku là anh có thể chơi bất cứ đâu trên hàng công. Nếu Chelsea cần một trung phong mới, anh hoàn toàn có thể thay thế Nicolas Jackson. Nếu phải đá lệch trái thay cho Sterling hoặc Mikhailo Modric ở phía đối diện, thì đó đều là không phải là vấn đề với Nkunku. Số liệu thống kê của Nkunku với 20 bàn thắng và kiến tạo cho RB Leipzig mùa trước đã vẽ nên bức tranh một tiền đạo sẽ mang lại nhiều sự đa dạng trên tuyến đầu của The Blue. Nkunku thực hiện trung bình 3,5 cú sút, 1,8 đường truyền quan trọng và 1,8 lần dây bóng thành công ở Bundesliga mùa trước. Chelsea không thiếu các tiền vệ tốt vì Gallagher thể hiện tốt hơn nhiều người mong đợi và Cole Palmer có khả năng dâng cao tuyệt vời. Moises Caicedo, Enzo Fernandez và Romeo Lavia tạo ra chiều sâu ở khu vực trung tâm. Cùng chờ xem tân huấn luyện viên Maresca sẽ sử dụng Nkunku theo cách đặc biệt nào cho mùa giải sắp tới. Nếu như những cái tên kể trên chưa thể có mùa giải tân binh ấn tượng vì những vấn đề về mặt sức khỏe và phong độ, thì bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Newcastle, Sandro Tonali lại không thể đóng góp cho đội bóng mới của mình vì án treo giò từ Liên đoàn bóng đá Italia. Theo đó, cựu tiền vệ của AC Milan đã bị Felix cấm thi đấu 10 tháng vì liên quan đến cá độ. Có lẽ ở mùa giải mới tới đây, khi anh trở lại, các cổ động viên Newcastle chỉ biết mong rằng ngoài bóng đá ra, Tonali sẽ không tham gia vào bất cứ bộ môn thể thao mạo hiểm nào nữa. Mới đây, tiền vệ người Italia Sandro Tonali đã trở lại tập luyện cùng Newcastle sau án phạt 10 tháng vì liên quan đến cá độ bóng đá. Liên đoàn bóng đá Italia Fitch đã treo giò cầu thủ này từ tháng 10 năm ngoái. Án phạt này khiến anh không thể tham dự Euro 2024, nơi tuyển Italia bị loại bởi Thụy Sĩ ở vòng 1/8. Tiền vệ Nicolo Fagioli của Juventus cũng bị cấm thi đấu 7 tháng trong vụ bê bối này. Trong thời gian bị treo giò, Tonali đã trải qua 8 tháng điều trị phục hồi. Án phạt được đưa ra chỉ 3 tháng sau khi anh chuyển đến Newcastle từ AC Milan với mức phí kỷ lục là 60 triệu bảng. Trước khi bị treo giò, Tonali ghi 1 bàn trong 12 trận cho đội bóng huấn luyện viên Eddie Howe. Tonali sẽ được phép thi đấu trở lại từ ngày 27 tháng 8 và có thể ra sân trong trận gặp Tottenham 5 ngày sau đó. Trước ngày bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ chính thức tái xuất, Newcastle đã đăng tải những hình ảnh Tonali quay trở lại tập luyện trên mạng xã hội. Những đoạn video ghi lại cảnh tiền vệ 24 tuổi ôm hôn các nhân viên, trò chuyện với ban huấn luyện tại trung tâm tập luyện Dalsley Park. Anh cũng sử dụng xe đạp tập thể lực và nâng tạ trước khi ra sân tập luyện. Joelinton cũng có mặt trong buổi tập đầu tiên của Newcastle
Bên cạnh video, câu lạc bộ cũng đăng dòng trạng thái Sandro ole ole. Tonali đã có một khởi đầu thuận lợi tại Newcastle, nhưng sự ổn định là điều chưa thể thấy nơi cầu thủ người Italia. Có cảm giác tất cả mọi người tại Newcastle đang đợi Tonali ổn định, nhưng không biết sẽ mất bao lâu. Giống như tất cả những cầu thủ nước ngoài đến Premier League, tiền vệ 24 tuổi này phải thích nghi với phong cách bóng đá mới, nhanh hơn, thể lực hơn và không ngừng nghỉ hơn những gì anh từng quen ở Serie A. Bản thân Tonali cũng tiết lộ anh đã thấy mọi thứ khó khăn ngay sau khi chuyển đến Tunisia. Anh không thể tiếp thu được tất cả thông tin cần thiết từ ban huấn luyện và có vẻ bối rối về vị trí của mình. Newcastle cũng đang cố gắng tìm ra cách tốt nhất để giao tiếp với cầu thủ này. Thừa nhận việc Tonali thiếu tiếng Anh là một vấn đề phức tạp chứ không chỉ đơn thuần là sự bất tiện. Vậy nên, sau 10 tháng nghỉ ngơi và tập trung vào việc học tiếng Anh, Tonali được mong chờ sẽ có màn tái xuất ngoạn mục trong màu áo của Trích Trẻ vào mùa giải tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi số The Best lần này. Chương trình sẽ được lên sóng hàng tuần với rất nhiều chủ đề thú vị khác nữa. Các bạn có thể để lại ý kiến của mình về chủ đề yêu thích ở dưới phần bình luận nhé. Nếu như bạn yêu thích series này của chúng tôi, đừng quên dành ra ít giây để bấm nút like và subscribe. Đó chính là nguồn khích lệ tinh thần lớn nhất đối với những người làm chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.